xuống lưới nha, đi bây giờ là cộng không nha mấy bạn. Đó, chứng kiến bữa nha. Nay có chỉ thủ theo nữa nha, đâm chuột theo. Luôn, mình đâm chuột luôn nha. Bữa nay luôn, mình đâm chuột bậy nó kiếm mớ đang chuẩn bị tổ chức nhậu rồi. Mấy bạn biết tại sao không? Do mình sợ không dính mới đem chỉa đâm chuột. Rồi, tại gà dính quá trời dính rồi bữa nay. Rồi thôi. Lời đầu tiên cho kênh Sân Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Dạ, đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Đây mấy bạn ơi. Thì nào tới cái lưới nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Bữa nay tiếp tục ba anh em mình đi thăm ba cái năm tay nha cả nhà, năm tay lưới nha. Chiều cũng có mưa lây gai, hy vọng là bữa nay kiếm khoảng chục chục ngoài em cà cuốc nha. Hồi chiều giờ chưa thăm nữa, bữa nay bỏ cứ chiều thăm nữa. Rồi mình đi chiến đấu thôi, đem theo chĩa để làm chĩa thủ luôn, kiếm mới chuột để mình tổ chức nướng đồ. Rồi ra tới ngoài lưới ngoài có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Cũng như mấy lần đuổi cà cuốc trước, mấy nay mình bắt đầu đi đuổi dài ra nha cả nhà. Bữa nay mấy nay mình cũng có năm tay ngay chăng chỗ mấy miếng đất cũ luôn. Hy vọng là đêm chục chục ngoài là anh em mình cũng đủ tiền phê pháo rồi các bạn ơi. Tại lên lưới này khỏe lắm, mình lội ra vậy đó rồi gỡ rồi xong rồi vô à. Chiều có mưa thấy ngon quá nè. Đây anh em mình bên đó một đứa, bên đây một đứa. Bên đây có thằng xạ thủ, ủa chỉ thủ. Rồi lên tới chảnh có dính cái mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Anh em mình đuổi tới lưới nha mấy bạn. Có hai con gì các bạn, nó lủng lẳng kìa. Kìa kìa đó đó đó. Có hai con. Ê. Hai con quá. Coi gì dưới có không? Để sang đỡ đi rồi coi coi dưới đây. Bên năm coi có dính. Dỡ dỡ lên đây. Đây. Ừ ừ. Con đó mập ta chịp, con đó mới về đó. Đây. Ơi đây con nữa. Ôi ơi đây nữa nè, nằm dưới kìa. Đúng là nằm dưới. Rồi để em mình gỡ đây con nha. Con đầu tiên nha mấy bạn. Đây con nha. Đang gỡ rồi. Để lại. Con nó mập ta chịp. Mập. Mập. Con này dính là chiều nè, cái nó hơi ấy cánh nè. Chiều anh em mình nó lo làm đi dọ đồng đó mấy bạn, nên là không có thời gian để đi thăm nha. Bỏ cứ chiều nay luôn nè. Cái cánh nó hơi chày chày nè. Ừ, cánh nó hơi đỏ đỏ nè. Ừ. Tại để lâu quá đó. Lâu quá cử chiều nay mình đi dọ đồng lặn mình đánh chỗ khác luôn, bởi vì không có thăm chắc chiều nha mấy bạn. Chưa chân dính được cặp dép nè mấy bạn. Đây quên bỏ cả ống sách ra luôn. Một con. Một con đầu tiên nha cả nhà. Đây, chẹp con này nó thủng lưới luôn nè, chẹp thủng lưới cái đầu ra ngoài nè. Ừ. Cái này gắt mặt lưới nè. Bay dữ trời. À, một con mấy bạn ơi. Quấn lại cái giò. Về một con rồi đó hả? Đó, dính được cặp dép nữa kìa. Là con thứ hai. Con này con thứ hai. Còn cái này nè. Nó bay sao mà nó vướng thủng ra còn khúc à. Rồi. Coi vợ đẳng hay còn không? Ôi kìa đẳng có kìa mấy bạn ơi. Ồ vô. Kìa kìa kìa. Đây gỡ con này. Ừ. Lại gỡ lại ra đi. Gỡ lại ra đi. Qua mấy con kia nữa. Mấy tay kia nữa còn mấy tay. Còn bốn tay nữa nha mấy bạn. Ngày qua về hơi trễ quá. Bữa nào dính nhiều rồi về tới nhà 10 giờ 10 giờ mấy. Thì mấy cái tay mình văng hổm gài này mấy bạn, mình để chết chỗ quả dính nè. Rồi bây giờ bữa nay mình đi dọ động, bữa chắc mình chuyển nó đi. Gì vậy? Dạ. Dạ. Thằng ơi dính dữ hả? Có con gì mà. Trời ơi đi lên máy luôn. Nghe hứng quá mình chạy viết lại coi gì. Cái gì? Con hả? Tu hả? Dạ tại chiều cũng thăm dính. Hồi chiều mình không thăm nha mấy bạn. Mấy con ở đằng này mấy con hả? Đằng này mấy con hả? Mới gỡ con nữa. Là bốn con. Đây ghê, con kìa con cua còn mà chịu giờ kìa chắc chứ. Trời ơi nó để cái chĩa hay ghê không? Hồi chút xíu chắc đạp lên luôn á. Không có. Bị sơn dựng lên á. Mẹ con ngói. Mấy con rồi? Hả? Bốn con, năm con gì hả? Năm con rồi. 2 4 5 5 chú rồi. Đây một con nuôi 6 nè. Con cua hả? Cu này cu ngói ngày qua dính dắt chiều nên đi thăm dính mấy con cu còm đó.
tại vì chiều nay không thăm nè, tại miếng đất khô nó đốt đồng là có lúa nè, ưa dính cu đó. Ban ngày á dính cu cộm nuôi mấy ngon. Còn ba con nuôi nó cũng đã. Rồi. Tổng cộng là được nhiêu con? 7-8 con gì hả? 7 con. 7 con đó bạn. 2 3 4 5 ờ ừ, đúng rồi. 7 6 con 6 ngày cuốc con 6 con cài cuốc, một con cu. Rồi sao có lỗ đuổi không? Thôi lội bên kia, lội lên đầu đất mới lội bên kia được, chứ lội ngay đây ước mình thôi. Mình qua đây rồi mình đi dài thôi, vô thăm luôn. Ừ. Rồi, qua tay lưới bên kia, cái có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Quá tay đầu tiên được 6 con cà cút, một con cu đa, cu này, cu ngói nha cả nhà. Rồi, tay đầu tiên mà gì là mừng rồi, mình hy vọng tay 3 con thôi là 5 tay cũng được 15 con. Tại chạy mưa nè, nó mát mình nó đi. Rồi thôi. Đi qua tay thứ hai có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Tại anh em mình đánh đuổi kia này mấy bạn cho nên nó cũng giảm bớt mình đuổi bữa đầu mấy chục rồi. Bữa đầu tính ra buổi tối hai mấy hay với buổi sáng nữa là tính ra là 40 hơn 40 đó. Bữa sáng 5 giờ đi mình ngủ nướng làm biết không có đi các bạn gỡ đâu 11 12 con gì nữa tính ra ba mấy 40 con cà cút đó. Cò nữa, 6 con cò đỏ. Thêm mấy con cò nữa. Ngày hôm qua mình đi mình làm cũng mười mấy con nữa rồi. Nó cũng giảm dính à. Rồi thôi anh em mình tiếp tục đi săn đêm thôi. Vì chiều cũng có mấy clip kia có mấy bạn comment mình còn thiếu cái clip test nướng ăn tại chỗ luôn hết cả nhà. Bữa nào trời nắng đi, bữa nay mấy bữa nay mưa bão quá. Chiều có mưa nên là còn ướt nhạt này. Nên bữa nào đi nắng cái anh em mình sẽ nướng mồi tép ăn tại chỗ luôn. Làm xì đế luôn. Thôi anh em mình đi tới tay tiếp theo nha. Rồi mình tới tay lưới nè mấy bạn ơi, tay này không dính rồi. Tay này tay giữa mình đi tay giữa. À đây con. Đây con chim ó chó nè chị ơi. À qua gỡ có hai con bánh nè. Rồi cái tay của mình đi dính được có hai chim ó chó rồi mấy bạn. Hai anh em mình thằng tay nữa, đứa tay nữa nè. Đó dính còn gì chẹp? Con cà cuốc con cò mấy bạn ơi. Giờ nó đang đó gửi đó nè. Tại này tới 5 tay bữa nay. Chia ra lội mấy bạn ơi. Nãy nó bay gì vậy? Ừ, bay đây lấy chụp luôn hả? Ừ. Rồi. Nè một cò. Rồi ok. Nãy giờ có con cò đầu tiên nha cả nhà. Tại à, nó con khôn. Cò với con cây cút hả? Ừ. Nó khôn tại vì nó dính lưới rồi nó bay phăng lên đi lên. Nó không đâm vô. Ừ. Con cây cút này nó con thứ mấy quên rồi. Chứ chứ nó tổng con thứ 8 hay gì á. À, nãy xa 6 con cà cuốc. Ừ, dính con cu. Ừ, giờ con cà cuốc với con cò nữa. Hồi qua gỡ hai con chim bánh không? Anh qua bển với anh Tâm đem đi đuổi với ta đó, hồi anh với ổng qua đó luôn. Rồi. Anh đuổi ta đó, em bọc qua ta đó, anh đuổi ta đó. Rồi còn tay thứ 5, tay cuối cùng nha cả nhà, đâu dở gì lên con nữa không? Rồi anh cầm qua bển đi, em đuổi trong này trời ra còn hồi anh cho tay cuối. Rồi em mình đi đuổi tay thứ 5, tay cuối cùng nha. Bỏ hai chim này hả? Rồi thôi mình qua bển mình nghe mình còn tay bánh nó dính hai con gì bánh nha cả nhà. Tay mình đuổi dính được hai chim rồi. Thôi qua tay bển bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi em mình giữ sức. Tay nghe mình bên đây nó hai con lội qua tới nè các bạn. Nãy tay mình đuổi không có con nào, chân tay của thằng chẹp bên kia thì được con cà cuốc, con cò. Tay này được hai con cà cuốc. Vậy. Cái này quá trời mấy ông đồng nghiệp mình thổi vậy các bạn ơi. Mình văn khê không thổi quá trời. Quắc ở dưới. Thằng này dính đầu thời nào quậy dữ vậy. Hôm nay nhìn kỹ coi. Con đó giữ nữa kìa. Quăng chết luôn. Nẹo con đó kìa.
mình có biệt tài gỡ mau nhất mấy bạn xé lỗ lưới. Chứ có tài gì. Tự đâu bay qua vậy không biết nó bay thế nào. Rồi, nó bắn bay qua. Nãy giờ đâu nãy con cò cút nữa hả? 7 con cò cút. Con cò, con cu. Này hai con nữa là 9 con cò cút. Con cu, con cò. 11 con nữa chứ làm hơn gần chục con. Còn tay kia nữa. Ừ, còn tay kia nữa. Rồi. Một em. Gỡ lâu quá bạn ơi, quá trễ quá. Tại nghề giác chiều mấy anh em mình không có đi thăm đó cho nên nhiều khi nó quay trứng ngay giác đó nó đi cái giác bình thường thấy kỳ mà tại mình lỡ mình quên mấy bạn rồi mình chỉ chân dính đôi giác rồi thấy khỏe không mình. Mình cuộc kiểu đó thấy kỳ quá bạn ơi, bà nội bà chuột có máu me không dám quay nữa mà chuột hết hồn chuột bự vậy. Đem theo về chỉa làm chỉa thủ lụm em chục giấy. Nãy giờ con này có hai con chứ, chấm con. Nãy bữa đâm đi gặp nhấp trơn bữa nay không gặp. Đâm chuột có máu mà mình không có quay nữa. Đến kiếm vàng chuột nữa. Gom gom lên kết hợp nướng siêu cay bữa nè. Tại bạn xem ăn một thứ nó không ngon. Ừ. Trời ơi nó dính rồi nó nói lột da luôn rồi. Chạy gánh tại mấy ngày dính các chiều nè, chiều nay mấy ngày em bu không đi thăm nữa. Lo đi dọa kiếm điểm mới đừng đánh nè, điểm này điểm cũ rồi. Hai con hạ bến có dính không? Con này gỡ qua luôn đi chị ơi. Khỏi quay nữa mất công. À vô đường đó luôn hả? Rồi 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 vậy đi anh qua, để đi hồi qua quay luôn. Vậy để ra đây đợi luôn. Tại con này nó dính 1 triệu giờ quá chảy quắn không ơi. Cho mày đứt một lưới đi. Chờ lâu quá. Rồi thông cảm con này quá chảy dính mày gỡ khó các bạn. Xé quá thì gắt luôn lưới. Nó dính lâu rồi nó quậy các bạn nên nó quá. Chiều ta anh em không có thăm ban ngày nè. Hồi sáng đi thăm cử dính cử sáng đâu được cũng 6-7 con, 5-6 con gì đó là tới giờ không thăm nữa. Giờ này vậy đó mấy bạn, sáng mình thăm cử nó còn dính nữa. Rồi. Coi như là thành quả bến con nữa hả? À, 10 con cà cút thì đến hồi về đứng chục cà cút, con cu, con cò, hai chuột. Nhiều đó là cũng anh em mình cũng có đủ dư sức buổi nướng với nồi cháo nha cả nhà. Rồi thôi mình đi hết biết chuột bự bụm trên lại nghe bạn, ta có máu ô, nè, trong phiếu nghe bạn. Rồi đi qua bên bến còn tay nghe mình nói dính con bánh kìa, qua bánh bấm máy cho bạn xem nha. Đi đi tay cuối cùng nha các bạn, tay thứ năm nãy nghe mình nói dính con nè, xin để đây đi qua anh bấm máy cho các bạn xem nè. Trời em nằm phơi thay hết. Con một các bạn ơi, con một rồi gỡ đi kia không qua à. Sáng gì tùm lum hết trơn trời. Mấy con này nó mạnh lắm nè. Sáng rồi nó quậy. Sợ nó dính lâu á. Lâu. Chiều tại mình không có thăm nữa. Hồi chiều không thăm nữa. Lưới này nó càng dãy càng quậy đâm vô. Đũa lông cho mấy bạn ơi. Này dính tại chiều mình không thăm thì dính tại
bắn. Chứ có khi nào mà giấc tối mà dính cu không mấy bạn? Tại cứ chiều mình không thăm đó, cứ chiều mình đi dọ rồi. Rồi, em mình đó. Gửi xong nha mấy bạn. Rồi, thành quả trời ơi con dơi ghê vậy. Kìa, nằm đóng kìa. Ừ. Nó đã bị hạ gục. Nó cắn lưới banh chạnh chân. Rồi. Như là thành quả bữa nay cũng được cả chục chục con cà cút với con cò, con cu, hai con chuột. Rồi có ấy gì không? Hay là hỏi anh Tâm. Rồi thôi nhiêu được rồi. Thôi. Dạ. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Chào tạm biệt. Có ai ủng hộ anh hai cái clip đó thì bấm vô một đăng ký cho mình nha cả nhà. Một like, một chia sẻ nha. Để anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo, cũng như là có những đêm, những buổi đi săn bắt trải nghiệm thực tế cho cả nhà xem nha. Cho thêm động lực và tinh thần và mạnh mẽ và đi kiếm thêm những cái chỗ khác này. Rồi xe mình đấy đâu hả? Hả? Xe anh đấy đâu? Đó. Rồi thôi, anh em mình xin kết thúc clip này. Chào và hẹn gặp lại cả nhà sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau.